Xin chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm nóng phát trên sóng truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình cập nhật những thông tin nóng nhất và mới nhất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và trên cả nước diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, có thể nói vào thời kỳ hội nhập như hiện nay, không ít người ngoại quốc đến Việt Nam sinh sống và làm việc ở những ngành nghề khác nhau, trong đó có cả lĩnh vực giải trí, và một trong số đó chính là Kaeojot. Vâng, thưa quý vị, tại sao Kaeojot lại chọn điểm đến là Việt Nam? Câu trả lời sẽ được chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục Chuyện đêm Chủ nhật ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ là những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Táo tợn vào siêu thị đập kính ô tô, trộm tiền và iPhone. Giả vờ mua thuốc, cướp lắc vàng của nhân viên. Tâm tình của chàng kỹ sư người nước ngoài đến Việt Nam làm ca sĩ. Thưa quý vị, một vụ việc đáng chú ý vừa xảy ra tại Nha Trang. Người dân đã vừa truy đuổi bắt được hai thanh niên trẻ đã gây ra vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn. Hai đối tượng này lợi dụng sự sơ hở của một cô gái ngồi sau xe máy, giật ví của người phụ nữ này. Không những vậy, khi bị người dân truy đuổi thì thanh niên ngồi sau xe còn dùng hung khí tự chế để tấn công những người dám đuổi theo bọn chúng. Diễn tiến vụ việc tiếp theo sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin sau đây. Sáng nay 25 tháng 3, Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Đức Lộc, sinh năm 1991, ngụ tại huyện Diên Khánh, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Do không có tiền tiêu xài, Lộc chở theo Phạm Trọng Thịnh, sinh năm 1994, đi từ huyện Diên Khánh vào thành phố Nha Trang để cướp giật tài sản. Khi đi đến đoạn đường Lý Tự Trọng, đoạn trước khách sạn Nha Trang Center, phường Lộc Thọ, thì hai đối tượng phát hiện một cặp đôi đang chở nhau. Người phụ nữ ngồi sau có cầm trên tay một ví da. Lộc điều khiển xe máy áp sát giật ví da rồi phóng xe bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, Thịnh ngồi sau dùng ná cao su bắn đá về phía người dân truy đuổi theo. Hai đối tượng bỏ chạy đến trước khu vực cây xăng số 2 trên đường Thống Nhất thì gây tai nạn với người đi đường và bị té ngã. Ngay lập tức, người dân đã bắt giữ và giao Lộc, Thịnh cho cơ quan công an. Được biết, Lộc có hai tiền án về tội cướp giật tài sản. Thưa quý vị, vụ cướp tấn công người phụ nữ cầm ví ở Nha Trang là một bài học cảnh giác cho mọi người, nhất là những em phụ nữ khi đi đường. Không nên mang giỏ sách bóp ví bên người để rồi trở thành món mồi ngon cho bọn cướp. Không sơ hở khi đi đường như trường hợp trên, chỉ đứng bán trong quầy thuốc mà một nữ nhân viên cũng bị cướp tấn công ngay giữa ban ngày. Tên cướp trẻ tuổi này đã làm gì người bán hàng ở tiệm thuốc? Sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi. Đối tượng gây ra vụ cướp là Nguyễn Hoàng Tâm, sinh năm 1997, ngụ tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trước đó, Tâm đến quầy bán thuốc của phòng khám đa khoa Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, mua một liều thuốc giảm đau. Một lúc sau, đối tượng này quay lại và xông tới giật chiếc lắc vàng 18K của nhân viên bán thuốc. Vài giờ sau, đối tượng đã bị công an bắt giữ khi chưa kịp tiêu thụ tài sản cướp được. Được biết, Tâm hiện sống lang thang ở thị trấn Sông Đốc, từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 1 năm 2018. Thưa quý vị, trong khi đó ở Bình Dương, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất tài sản giá trị mà chủ nhân để tiền tài sản ngay trong xe ô tô để khóa cẩn thận. Một vụ việc điển hình là vụ mất trộm vừa xảy ra ngay tại siêu thị thuộc phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một. Nữ tài xế để tiền và điện thoại trong xe khi đi mua sắm và khi trở ra thì phát hiện tài sản giá trị đã không cánh mà bay, trong khi cửa kính xe đã bị đập nát. Ngay giữa ban ngày mà trộm cướp dám ra tay táo tợn như vậy, quả là quá bức xúc. Tuy nhiên, đây cũng là bài học cảnh giác cho mọi người. Chiếc xe ô tô khóa kín cửa thì không phải là nơi để cất giữ và bảo quản tài sản an toàn. Chiếc xe này vừa bị kẻ gian đập kính để trộm tài sản. Kẻ trộm đã lấy đi chiếc túi xách bên trong có khoảng 20 triệu đồng cùng với một chiếc điện thoại iPhone 7. Sự việc xảy ra tại sân siêu thị Coopmart trên đường 30 tháng 4 thuộc phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Một người phụ nữ đi mua sắm trong siêu thị, khi trở ra thì phát hiện xe ô tô của mình đã bị trộm đập bởi kính trước phía bên buồng lái. Kiểm tra xe, nữ chủ nhân phát hiện đã bị kẻ trộm lấy đi chiếc túi xách. Chiếc xe bị đập cửa kính khi đậu ở khu vực ít người qua lại, camera không chiếu tới. Lực lượng chức năng hiện đã lấy dấu vân tay trên xe điều tra tìm hung thủ. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, ở Bình Dương đã xảy ra ít nhất 3 vụ đạo chích đập kính xe ô tô trộm tài sản. Các đối tượng thường bịt kính mặt, che biển số xe máy và chọn khu vực ít người qua lại, camera khuất tầm nhìn để có thể ra tay. Mấy ngày gần đây thì cộng đồng mạng đã xôn xao vì một đoạn video clip được nạn nhân tung lên để cảnh báo tình hình trộm cắp hoành hành với thủ đoạn tinh vi hết sức đáng sợ. Qua hình ảnh do camera an ninh ghi lại, tên trộm đã bẻ song sắt đột nhập vào nhà của một người phụ nữ tìm tài sản vào lúc 4 giờ sáng. Chuyện gì xảy ra ngay sau đó? Mời quý vị cùng theo dõi hình ảnh ngay sau đây. Hình ảnh ghi lại lúc 4 giờ sáng khi tên trộm núp sẵn trên tầng 4.
sau đó bẻ cửa sắt, chui xuống các tầng, dùng đèn pin rọi, lục lào lấy tài sản. Rất may trước đó, gia chủ bất an vì phát hiện nhiều đối tượng làm mặt lảng vảng trước nhà nên rất cảnh giác. Khi phát hiện tiếng động, cả nhà đã bật đèn lên thì tên trộm hoảng sợ tẩu thoát. Cũng theo nạn nhân, từng có nhà gần đó, dù kính cổng cao tường, nhưng những lúc nhà không có người trông coi, kẻ trộm đã mang cả xe tải đến, phá khóa lấy tài sản chở đi. Thưa quý vị, những ngày qua thì dư luận bàng hoàng vì vụ cháy thảm khốc ở chung cư Carina, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Những bài học đau đớn được rút ra từ sau vụ thảm họa khiến ai nấy cũng phải xót xa về công tác phòng cháy chữa cháy ở chung cư và nơi công cộng. Có lẽ không tai họa nào đáng sợ bên cạnh thiên tai bão lụt bằng tai nạn hỏa hoạn khi sự thương vong của nó gây ra là quá lớn. Liên quan đến những tai nạn kinh hoàng có bóng dáng của bà Hỏa, ngày hôm nay tại thành phố Hà Tĩnh lại vừa xảy ra một vụ cháy lớn tại một quán karaoke 7 tầng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy phải mất nhiều giờ liền để khống chế ngọn lửa khủng khiếp. Sau đây là thông tin chi tiết của vụ việc. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại quán karaoke Kingdom trên địa bàn thôn Tân Trung, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, ngày 25 tháng 3, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhân viên của quán phát hiện khói và lửa bốc ra từ tầng 3 và tầng 4 nên hô hoán nhau bỏ chạy và báo cho lực lượng chức năng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Tĩnh đã điều 6 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa. Do các phòng được thiết kế bằng vật liệu dễ cháy nên lửa bén nhanh lên các tầng trên của quán karaoke 7 tầng này. Lo sợ quán karaoke có thể sụp đổ vì có một vết nứt lớn ở tầng 4, lực lượng chức năng đã phải cho sơ tán các gia đình lân cận ra khỏi vùng nguy hiểm. Các chiến sĩ phải cắt tường để tiếp cận vào bên trong tòa nhà dập lửa. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, đám cháy về cơ bản mới được dập tắt. Thưa quý vị, đây là hình ảnh từ đoạn video clip vừa được cư dân mạng chia sẻ, gây xôn xao dư luận và nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Đoạn clip ghi lại cảnh tài xế của một hãng xe khách nổi tiếng vừa lái xe, vừa làm một việc không thể hiểu nổi là xem điện thoại. Trong khi đó, một nhân viên khác trên xe, có lẽ là phụ lái cũng chăm chú xem điện thoại, thỉnh thoảng mới ngẩng lên quan sát xung quanh. Không biết hành khách ngồi trên xe cảm thấy thế nào, chứ những người xem clip thì quả thật là quá thót tim. Có lẽ là chẳng có tin nhắn, cuộc gọi hay hoạt động nào trên mạng xã hội quan trọng bằng tính mạng của nhiều con người đang ngồi trên xe. Không hiểu là tài xế nghĩ gì mà đã liều lĩnh và bất cẩn như thế để dán mắt vào điện thoại. Phía sau tay lái là bao nhiêu mạng sống, bài học này ai cũng biết, nhưng chẳng hiểu sao có nhiều tài xế thì như thế này lại cố tình quên. Trước mắt quý vị là một cây vải cổ thụ độc đáo có 102 ở tỉnh Hà Giang. Chẳng biết từ bao giờ, cụ vải này đã đứng sừng sững trên đỉnh núi Ký Thì như một chiếc dù khổng lồ hứng mưa, hứng nắng của đất trời. Đối với du khách từ xa đến, cụ vải này quả là một cảnh quan độc đáo, xinh đẹp của vùng núi Tây Bắc. Còn đối với người dân trong vùng thì đây là một biểu tượng thân quen của bản làng mà ai đi xa cũng phải nhớ. Cụ vải này có gốc to bằng 6 người ôm, cao trên 20 mét. Tỏa bóng rộng choáng hết cả một khoảng đất lớn ở bản Ký Thì, xã Yên Cương, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Và mùa vải chín, chim rừng kéo đến ăn rợp cả một góc trời. Đứng từ dưới chân núi Ký Thì nhìn lên, bóng cây vải tựa như một chiếc dù khổng lồ, thân cây vững chãi như cột chống trời. Gốc xù xì mọc lên những cục u gỗ to như cái ấm đun nước. Cụ vải mọc treo leo bên vách núi, một bên là vực, một bên là nền đá cứng. Theo các cụ già người Mông nơi đây, họ lớn lên đã nhìn thấy cây vải to như thế rồi. Không ai biết cây vải này do ai trồng và có từ bao giờ. Chỉ biết rằng đến mùa vải chín, chim rừng bay về rập trời để ăn quả. Do cây vải giờ quá cao, không ai trong bản dám trèo lên hái quả. Được biết mấy năm trước, có một cành thấp bị gãy, giờ mới được ăn vải. Quả vải chín mọng, ngọt lừ. Với người dân, cây vải đã gắn bó với bao đời người Mông nơi đây, trở thành cột mốc đánh dấu để những bước chân tìm về bản không bao giờ bị lạc đường. Kính thưa quý vị, những câu chuyện về những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám thử thách bản thân để vươn tới khát vọng làm giàu luôn khiến chúng ta phải suy ngẫm và ngưỡng mộ. Sẽ không có điều gì là không thể nếu chúng ta có quyết tâm, dám vượt ra những giới hạn của bản thân mình. Câu chuyện về một kỹ sư công nghệ thông tin đã bỏ việc làm chuyên môn để về quê nuôi gà ở tỉnh Quảng Trị có thể khiến cho nhiều người ban đầu cho rằng là anh gàn. Nhưng sự quyết tâm và con đường chinh phục thử thách của anh hẳn sẽ truyền được cảm hứng tích cực cho những ai đang muốn thay đổi. Đây là trại gà Ai Cập và gà kiến của anh Nguyễn Văn Tám, 29 tuổi, ở thôn Nhĩ Thượng, xã Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Đà Lạt khoa công nghệ thông tin, anh Tám từng thử sức với một số công việc đúng chuyên môn nhưng không thành. Được sự động viên của gia đình, anh đã về quê nuôi gà. Khởi đầu, anh Tám nuôi gà Ai Cập vì cho rằng đây là giống gà siêu trứng, sinh lời tốt. Từ mấy chục con gà Ai Cập ban đầu, đang liên tục phát triển.
cái vườn nhỏ của gia đình trở nên chật chội. Đầu năm 2017, anh Tám xin chính quyền 2 hectare đất cát bạc màu ở cuối thôn Nhĩ Thượng để làm ăn lớn. Có đất, anh xây dựng hệ thống chuồng trại quy mô 300 triệu đồng. Tại trang trại này, anh Tám nuôi đàn gà gần 1.000 con, 6 con bò, bãi cỏ, bãi trùng quế. Mọi thứ đã trở nên dễ thở hơn với chàng trai này khi chuỗi thức ăn của trang trại xoay vòng ổn định. Đam mê từ nhỏ rồi, đam mê làm nông nghiệp, làm giàu từ quê hương. Mà cùng đi để tuổi trẻ thì có cái ham muốn thì đi học thì cứ đi học thôi. Thì nghe bạn bè này học nghe tin là ngân hot thì mình đi học rồi thôi. Vừa đi học cùng thời gian thì mình thấy đó là ngoài đam mê của mình. Thì cùng học xong ra trường ngồi làm thời gian ngắn đó. Thì xin về để lập nghiệp ở quê hương. Thì anh chị cũng đồng ý mà cũng hỗ trợ về một ít vốn để mình làm ăn. Có người thì nuôi Ai Cập, cũng có những người thất bại, có những thành công. Mình chưa nói mình thành công, nhưng mình hiện tại mình nuôi được số lượng nhỏ đấy, chứ không nói là thành công hay thành công. Đầu ra thì ngay thu nhập tầm 100 trứng thì mình bán cũng hết, thì giá cả thì bắt đầu tăng dần. Lúc đầu thì bán giá mới bán giá thì 3.000 thôi. Bắt đầu mình tăng dần từ 3.000 đến 3.500 đến 4.000, tăng dần dần theo giá, theo cái uy tín của sản phẩm. Vì mình nuôi theo cái chất lượng gà hữu cơ, mọi thứ đều cho ăn thức ăn thì dễ biết, nên không phải là nên giả thân phải từ từ mình tăng lên để họ biết thị trường mình thế nào là mình tăng lên. Hiện tại những con gà Ai Cập vẫn đẻ mỗi ngày hơn 100 quả trứng và đều được bán hết với giá 4.000 đồng một quả trứng. Anh Tám đã bắt đầu có lãi và mơ đến những điều lớn hơn. Thưa quý vị, có thể nói là vào thời kỳ hội nhập như hiện nay thì không ít người ngoại quốc đến Việt Nam sinh sống và làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau. Trong đó thì giải trí là một lĩnh vực có sự góp mặt của nhiều người nước ngoài. Đến nay thì có lẽ cái tên Cao Giót đã không còn quá xa lạ đối với công chúng yêu nhạc Việt Nam bởi những sự cố gắng, nỗ lực nghiêm túc trong hoạt động nghệ thuật của anh. Và hôm nay thì anh sẽ có những chia sẻ cùng Chuyện Đêm Chủ Nhật. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, Thủy Tiên rất vui khi được gặp lại quý vị trong Chuyện Đêm Chủ Nhật. Và nhân vật đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là một nghệ sĩ ngoại quốc, nhưng anh lại rất yêu thích tiếng Việt và yêu quý con người Việt Nam. Đó chính là nam ca sĩ Cao Giót. Xin chào anh Cao Giót ạ. Xin chào Thủy Tiên và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là thông qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay là mọi người sẽ hiểu nhiều hơn về sự nghiệp của Cao tại Việt Nam. Có thể thấy là anh là một người rất là thích áo dài, bởi vì hầu như trong rất là nhiều buổi trình diễn anh thường diễn cái trang phục áo dài. Thì anh có thể chia sẻ về sở thích này của mình ạ? Đầu năm 2018 là Cao cũng được chọn là đại sứ áo dài 2018 cho Việt Nam, và đây là một cột mốc trong sự nghiệp của Cao. Một người nước ngoài 100% được chọn là một đại sứ về một bộ trang phục truyền thống của Việt Nam là Kayo cảm thấy rất là vinh dự và hạnh phúc về điều đó. Kể từ bây giờ thì chắc là cái ngăn tủ của Kayo là hơn 100 áo dài, và mỗi áo dài là một kỷ niệm đối với Kayo. Xin chúc mừng anh với vai trò mới và hy vọng anh sẽ hoàn thành thật tốt cái vai trò mới này của mình. Có thể thấy là mình cũng ra khá là nhiều sản phẩm nhưng mà mình không có những cái chiến lược PR rầm rộ, thì anh có lo sợ là cái bài hát của mình sẽ khó đến được với công chúng hay không, và anh nghĩ điều gì khiến khán giả yêu thích Kayo Giót ạ? Kayo đến với nghệ thuật Việt Nam là một cách tự nhiên. Tất cả những khi Kayo làm xuất phát từ cái sự tự nhiên đó, và Kayo cũng thích thì làm thôi. Chứ Kayo rất là ngại về một chiến lược PR rầm rộ. Thật sự là Kayo là một người không quan trọng là lượt view như thế nào, mà là ai là người đang nghe những cái khúc của mình. Vì giá trị là ở chất lượng. Người Việt Nam có câu là hữu xạ tự nhiên hương, và có tâm huyết và duyên thì tự nhiên người ta sẽ đến với mình và họ sẽ yêu mến mình vì những cái điều đó. Từ trước đến giờ là Kayo cover lại rất là nhiều bài hát trữ tình và nhạc Trịnh Công Sơn bằng tiếng Anh hay là song ngữ. Cái lý do tại sao Kayo lại cover lại những cái bài hát này, tại vì thực sự là Kayo thấy đó chính là âm nhạc Việt Nam, đỉnh cao của âm nhạc Việt Nam. Kayo chia sẻ với các bạn trẻ thêm những cái bài hát họ yêu thích để họ nghe được bằng tiếng Anh. Và bên cạnh đó thì các bạn ngoại quốc họ sẽ nghe âm nhạc Việt Nam nhiều hơn. Vậy thì trong năm 2018 này khán giả sẽ được nhìn thấy Kayo với một hình ảnh như thế nào ạ? Những bài cover rồi những vlog về cách nào để bảo vệ trẻ em, cũng như là một chương trình dành cho thiếu nhi, đem nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, CD là nhạc quê hương để phát hành. Vì Kayo quá nhiều bài hát về con người, văn hóa cũng như là đất nước Việt Nam, và Kayo cũng mong muốn được tổng hợp và đưa ra một cái sản phẩm như là một chút tấm lòng Kayo dành cho con người Việt Nam. Thì có bao giờ anh Kayo Giót bạch
ra cho mình là mình sẽ ở lại Việt Nam trong bao nhiêu lâu hay là mình sẽ ở luôn ở Việt Nam để lập gia đình? Kyle là một người không có suy nghĩ tới và cũng không thích thú về những cái kế hoạch đưa ra cho mình trong 5 năm hoặc là 10 năm. Kyle thấy như vậy nó rất là đầy áp lực cho một con người. Ngày hôm sau, ngày mai mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Kyle chỉ có thể nói là khi Kyle còn duyên đồng hành trong lĩnh vực nghệ thuật tại Việt Nam, Kyle sẽ ở lại để phục vụ khán giả. Xin cảm ơn anh Kyle với những chia sẻ rất là chân thành ạ. Và cũng xin chúc anh sẽ có thật nhiều sức khỏe và càng ngày sẽ càng nhận được tình cảm từ khán giả nhiều hơn ạ. Và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau ạ. Cảm ơn em nhiều và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hy vọng mọi người hiểu nhiều hơn cũng như là yêu mến Kyle nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm nóng ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ hàng ngày trên sóng truyền hình thành phố Cần Thơ để có được những thông tin nóng nhất và mới nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.